giờ này nhá. Ừ, nhận thì tôi nhận, nhưng mà hoa thì anh em lấy đi, tôi không cần hoa. Em sao nhỉ? Nhanh lên, tôi đang có việc bây giờ. Nhưng mà đây là tất cả những cái gì mà anh cố anh dành hết cho em luôn rồi. Tôi nói nhiều đấy, tôi đã bỏ là tôi không cần rồi cơ mà. Thôi em nhận quà của nó đi. Tôi nhận sẵn được rồi, còn đôi hoa tôi không cần. Em sao nhỉ? Anh nhận được cả đi. Nhận thì đã lấy rồi, có gì.
việc nữa, tôi làm ơn em. Nhắn tin nhận hoa nó đáp hiểu cái gì đó cơ. Thì đây là tất cả tấm lòng của anh, tình yêu anh dành hết ở trong này để anh tặng em rồi. Đây một tài, đáp nhiều em ơi. Từ nãy giờ em tôi mệt với anh quá, em đi về làm ơn anh đi về giúp tôi, anh đi về. Ôi giời ơi. Quay anh đi về.